Chào mừng tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Gương Mặt Phu Thê. Đây là một chương trình rất là thú vị. Ở trong chương trình này để có những cái câu chuyện rất là lãng mạn, đôi khi cũng có những câu chuyện rất là nhiều cảm xúc, và đôi khi cũng có những câu chuyện cười ra nước mắt với những màn bốc phốt của những cặp vợ chồng rất là dễ thương luôn. Và tham gia khách mời ngày hôm nay của chương trình là một nghệ sĩ vô cùng đặc biệt, cũng giống như Khoa luôn, cũng đang là một ông bố bỉm sữa, một nam diễn viên đẹp trai, tài năng, cao to, một người cool ngầu. Nói chung là Khoa không có cái gì thì người nghệ sĩ này có hết luôn á. Nhiều khi nghĩ về anh ấy mà Khoa cảm thấy ghen tị. Vâng, xin giới thiệu với tất cả mọi người nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên ạ. Hello, tự em giới thiệu anh không dám lò cái mặt anh ra luôn á Khoa. Bé Vy với lại bé nhỏ nhà khỏe hả em? Dạ, hai vợ với con em vẫn khỏe. Còn bên okay. Đấy cuộc sống gia đình của anh vẫn ổn chứ? Anh cũng may mắn là bé Hân cũng biết chuyện, nên trong khoảng thời gian hơn 3 tháng vừa qua thì hai vợ chồng vẫn tìm những cái mới để làm mới cho nhau. À, giữ lửa đấy hả anh? Giữ lửa em à. Ngày hôm nay thì sẽ có một nhân vật đặc biệt của chúng ta là một ông chồng, và trong khi đó sẽ có ba cô vợ. Ở đâu ra mà một chồng ba vợ đã vậy? Anh mới nói là cái gì giữ lửa gia đình mà giờ anh nghe thấy một chồng ba vợ mà cảm giác anh hào hứng thế. Hơi kỳ, thì anh hỏi nếu mà có đúng thật như vậy không thì anh tôn anh đó làm sư phụ. Không, nói chung là ba trong ba người vợ đó thì sẽ có chỉ có một người là vợ của anh ấy thôi. Còn hai người còn lại thì là khách mời. Trời ơi, em không nói rõ. Đó, em chưa nói xong mà, chứ làm sao mà lắm vợ thế. Bây giờ thì chúng ta cùng tới nhân vật đặc biệt ngày hôm nay nha. Anh chồng phong độ, yêu gia đình, tích cực tham gia công tác xã hội. Anh may mắn vì có được một người vợ đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà, là hậu phương vững chắc cho anh. Hãy đoán xem ai là vợ của anh ấy. Ai à, ui phong độ đẹp trai quá anh Tuyên ơi. Anh Tuyên thấy sao anh? Anh thấy là không những là một mẫu người đàn ông của gia đình mà còn là của xã hội nữa. Anh ấy còn làm những việc thiện nguyện xuất sắc. Nói chung là một ông chồng quốc dân đi ha. Đúng rồi, ông chồng anh quốc dân. Anh em mình đáng để học hỏi. Vâng, và xin giờ thì chúng ta sẽ kết nối giao lưu với lại nhân vật của chúng ta ngày hôm nay nha. Em chào anh. Chào Khoa. Ui đúng là phong độ thật anh ạ. À. Cảm giác anh ngồi trên cái ghế đấy nhìn nó vững chắc lắm, trụ cột trong gia đình lắm anh ạ. Cảm ơn em. Vâng, anh có thể giới thiệu đôi nét về mình cho quý vị khán giả biết được không anh? Xin giới thiệu với khán giả, mình tên Nguyễn Xuân Định, năm nay 44 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh. Nhân vật chính, người chồng phong độ đẹp trai, thành đạt của chúng ta đã xuất hiện rồi. Bây giờ sẽ là giây phút gay cấn của chương trình, sẽ là ba cô vợ của anh ấy sẽ xuất hiện. Vâng, xin mời cô vợ đầu tiên. Quyên chào mọi người. Quyên tên là Phan Ngọc Quyên, năm nay 42 tuổi. Quyên là dân kinh doanh nè. Chị Quyên làm kinh doanh, 42 tuổi, nhìn chị trẻ quá chị ơi. Cảm ơn Khoa. Anh thì 44, chị 42 cũng có thể. Anh đang dựa về tuổi tác đấy, đúng không? Đúng rồi. Giờ tới cô vợ thứ hai. Chị dạ. Là Lê Mỹ. Hôm nay chị 41 tuổi, nghề nghiệp của chị là nội trợ. Chị cũng 41 tuổi, cũng kém hơn anh kìa, cũng hợp lý đúng không? Rồi em mời cô vợ cuối cùng. Chị tên là Trịnh Diệu Anh, chị 41 tuổi. Chị làm nhân viên văn phòng. Một người là kinh doanh, một người nội trợ, một người là nhân viên văn phòng. Và đều kém tuổi anh Định. Đúng là tại sao người ta vẫn nói là vợ chồng thường hay có cái nét phu thê. Ở chung với nhau thì sẽ có những cái hành động là gặp mặt nhau thường á. Thì càng ngày thì cái nét nó lại hiện nhau, có cái nét na ná nhau. Dạ. Thì từ nãy giờ Tuyên để ý á, Tuyên xin lỗi cho Tuyên loại chị Oanh ra nè. Chị Oanh với là anh thì không có nét giống nhau. Thì Tuyên đang lấn cấn là giữa chị Ngọc với là chị Quyên. Không biết là cái sự phân vân của anh ấy có đúng tới cuối chương trình không nha. Để bây giờ chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ cùng tới với cuộc đấu trí căng não ngày hôm nay. Với vòng đầu tiên có tên là câu chuyện tình yêu. Ở vòng này thì các cô vợ của chúng ta sẽ kể ra những cái kỷ niệm ấn tượng nhất trong lần đầu hai người gặp mặt. Và anh Tuyên phải chú ý lắng nghe cái câu chuyện đấy để phán đoán xem ai mới là vợ thật của anh Định nha. Ok. Vâng, bây giờ thì bằng những cái hồi ức, bằng những cái tình cảm, chị Quyên ơi, chị hãy kể lại lần đầu hai anh chị gặp mặt nhau như thế nào đi ạ. Quyên gặp anh thì cũng đơn giản lắm. Tại vì hồi xưa là nhà Quyên thời mà còn băng đĩa đó.
thì nhà Quyên có một cái cửa hàng cho thuê băng đĩa. Cái băng đĩa nhà Quyên là phục vụ hết cho cái khu vực đó. Thì mỗi lần người ta thuê á, thì một cái cuộc phim á, thì người ta dụ người ta thuê tối chiều, người ta lại người ta thuê một lần 3-4 cuồng. Riêng có một cái anh chàng này ngộ lắm, anh thuê một cuồng anh đi về chừng tiếng hơn 2 tiếng. Cái anh qua anh thuê nữa, mình nói ô ông này sao nó kỳ kỳ. Mà lúc đó ông thuê hình như cái bộ phim Cô Gái Đầu Lông hay gì hả anh hả? Đúng rồi đây. Cô Gái Đầu Lông. Nhớ nhớ vậy đó. Cái Quyên mới nói anh này nhìn mà nếu mà cô mình là không phải gu của mình rồi, mà thấy cái gì mà ít nói, mà thấy nó hiền hiền, mấy bạn trai kia lại cưa mướn Quyên thì cứ vui vẻ rồi ga lăng nữa rồi mời mình nãy nọ nữa. Mà ông này sau lại mà cứ đập mình đi lì. Cái thời gian đâu cũng mấy tháng trời. Cái thì do là Quyên ở gần nhà thì Quyên chơi với lại em gái hả. Cái bữa sinh nhật Quyên, Quyên mới mời em gái đi. Thì tự nhiên đâu có ổng đi theo nữa. Mình nghĩ là ổng chỉ là đi mướn Quyên bình thường thôi. Ổng tặng cho Quyên cái món quà. Mà thời đó đó là Quyên nhớ là hình như là cái phone Sony Ericsson 3588 á, là rất là mắc, mình nghĩ được đâu. Cái mình nghĩ cha cái ông này ổng chắc thực tế rồi nha. Mình mới bắt đầu trong bụng mình mới nở ra một cái niềm tin đó, rồi mình chấp nhận cái lời nói đó. Thì từ đó là hai đứa quen luôn. Có thể thấy anh Định là một người nói ít nhưng mà làm tương đối nhiều. Rất là ít nói. Đại gia đây rồi. Sinh ra ở vạch đích. Bởi vậy người ta mới nói là đẹp trai đâu bằng trai mặt đâu chị. Một khi đã yêu rồi thì cái lòng tự trọng với lại cái nhân phẩm của mình không quan trọng gì ạ. Quê về đâu có xem đâu. Đúng là nhà có điều kiện nó khác. Vâng, đấy là câu chuyện của chị Quyên, một cô gái bán đĩa. Vâng, mời chị Ngọc ạ. Câu chuyện của chị là nó ăn sẹt à. Và thậm chí là chị cảm thấy là không hiểu tại sao mà chị chịu tới bây giờ. À, câu chuyện đó là vào một cái ngày chị bị hư xe. Đột nhiên ở bên tay phải chị có một cái tiếng xe máy với một cái giọng nói là muốn đưa chị cho chị qua Giang. Cái Sài Gòn mà đâu có nhát như cái quê đâu. Nên là chị mới đồng ý. Và nói thiệt là cái ấn tượng lúc mà chị quay lại chị nhìn ổng á, nói thiệt là nhìn ổng y như là một cái ông mà chạy xe ôm vậy. Nó bụi bặm mà nó gồ ghề, không có đúng cái gu mà chị mơ ước bao giờ hết trơn á. Cái lúc đó là cái gu của chị là thư sinh nè, trắng trẻo nè, giống như là diễn ca sĩ Anh Tú vậy á. Quá ra là cùng sớm mà không có biết. Nó biết vậy thôi chứ không quan tâm. Rồi xong rồi lựa mẹ chị đi chợ á, chở giúp mẹ chị. Rồi xong rồi lễ Tết thì bắt đầu cũng tặng quà, tặng hoa, ngỏ lời rủ đi chơi. Nhưng mà chị đâu có chịu đâu. Thì mẹ cũng nói vô là thôi ơi, chứ thấy thằng này nó cũng hèn, cũng đẹp hoàng. Thế là thôi đi chơi. Bữa đó đi chơi thì anh chở chị đi, chị chở hoài. Xong rồi chị mới nói, ủa anh chở nãy giờ mấy cái đồng hồ kì vậy? Hỏi anh nói, anh chở đi lại đây hả? Cảnh đẹp lắm, vui lắm. Xong rồi cuối cùng thì quá ra là anh chở chị về miền Tây. Ở cái tỉnh nào anh? Lúc đó mình đi xuống Đồng Tháp em. Đồng Tháp, về Đồng Tháp luôn hả? Đi xa như vậy thì tối về đâu có kịp đâu. Chị mới nói, ủa ông về trong ngày hả? Ông nói thôi có gì ảnh gọi điện xin phép mẹ cho. Nó không có được. Nhà là 22 giờ là phải có mặt ở nhà rồi. Xong mà anh nói không có sao, anh xin phép mẹ cho và anh sẽ chịu tất cả là trách nhiệm. Xong rồi chị mới nói vậy lúc mà mướn phòng thì chị hỏi vậy bắt buộc là phải mướn 2 phòng nha. Anh mà có ý đồ gì là tôi sẽ bắt xe đi về liền. Ông nói anh bảo đảm với em không có gì đâu, anh ở sớm với em mà. Xong mà bắt đầu cái chị cũng ở lại thì qua ngày hôm sau thì anh cũng tới nhà thì anh cũng nói với mẹ là xin lỗi vì đã đi chơi xa như vậy và xin mẹ là cũng chịu trách nhiệm hết. Mình cứ nghĩ là cái cuộc chuyện nói chuyện vậy thôi, ai mẹ không biết làm sao á, mẹ với ổng âm mưu sao không biết. Có một bữa mẹ chị gái của chị mới là đưa giấy ra, nói là Út ơi, ngày này nè gia đình của ảnh tới là đặt rượu. Chị mới táo quả ra, chị nói ủa cái gì mà đặt rượu. Thì lúc đó mẹ chị mới nói là không sao đâu, cái này là người ta chỉ đặt rượu thôi, còn đám hỏi và đám cưới nữa. Thì chị nào giờ chị cũng ngoan, chị nghe lời mẹ chị cho nên là chị ok. Bây giờ là chị cảm thấy là ức lắm, lạnh như là cái lúc đó là chị làm như bị mẹ với lại ảnh là như ức sọt hay sao. Trời ơi, bây giờ thấy ức lắm rồi chị. Là chị bị thụ động tất cả mọi thứ, chị bị vô thế đó, đúng không? Bị gài á hả? Sao anh nhiều trò quá vậy anh Định? Anh nhiều chiến lược quá vậy? Không phải, anh Duyên ơi, đàn ông đôi khi nó phải quyết đoán và mạnh mẽ như vậy ấy. Chở một phát đi Đồng Tháp luôn. Có
lúc mới vào thế đêm hôm sau về được. Vậy là tối bữa Đồng Tháp là xong luôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Lúc đấy là phải ăn một cục xong thì phải phân ra thôi. À vâng, đấy là chị Ngọc. Còn em xin mời chị Oanh ạ. À. Chị cũng bị úp sọt luôn em ơi. Chị cũng bị úp sọt luôn em ơi. Cũng úp sọt luôn hả? Ban đầu thì cái chị trong nhóm bạn thân của chị lại thích cái anh chồng chị đó, nên bọn chị là hai bên hợp là mai với nhau, thì là mai hai người tới thì mình sẽ được đi ăn thường xuyên, ăn miễn phí đấy chứ. Thích lắm, cứ dụ là đi qua nhiều lần đi cùng như vậy thì chị mới phát hiện ra rằng anh để ý mình, anh quan tâm mình hơn so với chị đó. Thì nghĩ đầu trong đầu này, à ông này chắc là ông sợ Khanh đây, ông bắt cá hai tay này. Chưa kịp nghĩ gì cái chị bạn chị phát hiện ra, chị thao chị ra khỏi nhóm luôn, sao không cho đi ăn nữa. Trời ơi, xong rồi về sau sao chị? Mà nào có thoát. Thì ba ngày sau khi tan giờ làm, ông đứng sẵn ở cổng tìm đón chị rồi em, chờ chị đi ăn tiếp. Rồi mà hồi đó chị cũng ngây thơ lắm, cái ai mời đi ăn là chị thích lắm, lại tiếp tục nghe lời dụ dỗ. Cái thời đó sao mà ngây thơ không biết. Tại bảo là làm gì, ăn nhiều quá là bị dụ chứ sao đâu. Mặc dù là người ít nói thật, nhưng mà em thấy là nãy giờ bị bủa vây ấy, là trong ánh mắt của anh ấy là chứa nhiều nỗi niềm lắm rồi. Anh Định ơi, anh có thể nói vài điều kể về cái lần đầu mà hai chị gặp mặt được không anh? Lúc đấy là mấy cái bạn gặp đầu tiên thì nhìn cũng rất là xinh. Có mấy người bạn đi cùng nó bảo là nó chảnh lắm. Cái lúc đấy là máu đàn ông của mình nó nổi lên. Thế là mình thử xem thế nào, nó là dính luôn. Úi ơi, em thì chưa bao giờ được trải nghiệm cái đó. Em thì toàn bị người ta cưa mà. Ngày xưa là em mà cũng kiểu như là có cái sức hút với phụ nữ ấy, nhìn cũng được trai rồi, nhìn cũng men rồi, mạnh mẽ, toàn phụ nữ thách đấu để cưa em không à. Em đâu phải dễ dãi, không bao giờ đồng ý hết á. Lúc đấy là xấu trai lắm. Cảm nhận qua ba cái câu chuyện của ba chị thì em cảm thấy anh Định là một người bình thường để ít nói, nhưng mà vào tình yêu một cái là toàn tính và có những cái chiến thuật rất là hay luôn á. Bây giờ anh Tuyên sẽ được hai câu hỏi bất kỳ. Thiệt giờ không biết hỏi gì luôn á, thông tin nhiều quá, mấy anh chị lường gạt chuyên nghiệp quá. Em khẳng định luôn, đây là câu chuyện thật 100% của ba chị, nhưng mà không biết là có phải là với anh Định không. Thỉnh thoảng thì anh với chị có hai về quê bên nội hay bên ngoại của mấy bé chơi không? Anh có còn đưa chị đi Đồng Tháp nữa không? Năm nào cũng phải về đó em ơi. Cho em hỏi cái, anh Định ra ngoài mình phải giao lưu, mình phải tiếp xúc với là những anh chị tranh với mình đó, thì chị có đồng hành cùng anh không? Ít khi lắm em ơi, mình anh em à. Thôi câu hỏi cũng đã có câu trả lời rồi. Bây giờ anh Tuyên, trước khi kết thúc vòng 1 thì anh có cái phán đoán đánh giá nào chưa anh? Thật sự thì anh vẫn phân vân giữa chị Quyên và chị Ngọc. Khi anh Định đến kể á, thì chị Oanh không có cái kiểu mà cảm nhận theo những gì của anh Định kể. Cảm giác như là chị không biết được cái câu chuyện đó của anh. Anh ơi, vậy là anh không biết rồi. Thật sự có những vòng mà nghe chồng chia sẻ mà mặc dù không phải là vợ thật mà vẫn khóc luôn. Thì anh nói rồi đó, nếu mà chị Oanh diễn được cái gì thì anh thua, anh đành chịu. Và để cho anh Tuyên chắc chắn hơn thì bây giờ chúng ta sẽ tới với vòng thứ hai, kỷ niệm khó quên. Ba cô vợ của chúng ta sẽ tiếp tục kể những câu chuyện, nhưng đây sẽ là một câu chuyện ấn tượng nhất trong quãng thời gian yêu nhau hoặc là quãng thời gian chung sống làm vợ chồng. Thì bây giờ em xin mời chị Quyên. Quyên kể cho nghe một cái ấn tượng á, làm cho Quyên tới bây giờ nhiều khi nghĩ tới Quyên vẫn không giận. Bữa đó thì anh có gọi điện thoại, anh nhắn là bữa nay đi ăn cùng với bạn anh nha. Thì tới cái bữa tiệc đó ăn thì rất là nhiều người bạn của anh, thì uống đâu cũng nửa chừng bắt đầu giỡn với nhau. Thì dạ. Quyên nghe mé mé là công nhận hay thiệt, lù lù vậy đó mà nó dát đi. Bởi vì nó mới ăn được một chầu là mình trong bụng mình tức nha, là mình nghĩ là đang nói mình, tại vì mấy bạn nói thì anh khều, anh giống như là ổng đánh chống lãng về chuyện khác. Trời ơi, mình tức thôi là tức luôn, điên người luôn, giống như là đem mình ra là làm một cái thách đố cá cược vậy đó. Cái là mình đòi đi về, trên đường về thì mình có hỏi chứ nói thì hồi đầu anh cũng nghĩ vậy chứ anh đâu có nghĩ là anh thương thiệt, nhưng mà sao tự nhiên anh thương thiệt. Là chơi mà ăn là ăn thiệt đấy em ơi. Trời ơi, mà Quyên giận đâu 5-6 tháng trời, mà ngày nào cũng nhắn cái nhắn tin là anh xin lỗi này nọ cũng ròng rã mấy tháng trời luôn. Tới bây giờ mà nhiều khi nhắc tới Quyên vẫn còn giận á. Bây giờ còn thách không, ví dụ bây giờ đi ra gặp bạn bè đó kêu thử thách như ngày xưa, giờ anh có dám dám
dám nhận thử thách đúng không anh? Cần có phải chết. Giờ sao thách rồi, Khoa mà không dám đâu. Khoa lại làm khó anh Định nữa rồi. Để anh với em bữa nào đi đá banh với anh với em thách riêng. Vâng, cảm ơn câu chuyện rất là thú vị của chị Quyên. Còn chị Ngọc ơi, kỷ niệm mà chị nhớ nhất á, vào cái dịp sinh nhật của chị thì ảnh mới mời chị đi chơi và tổ chức cho chị trên một quán cà phê rất là lãng mạn, rất là nhìn cái đèn phố ban đêm của Sài Gòn rất là đẹp. Lúc đó thì ảnh mới tỏ tình với chị và chị thì đang ngồi kiểu như mắc cỡ, ví dụ như mình đồng ý hay không đồng ý mình cũng mắc cỡ, tại em gái mới lớn mà. Thì mình chị đang dò như nè, đang dò tay đó, mặt xuống như nè. Thì tự nhiên cứ nghe một cái chụp lọ bên má. Ảnh hôn. Ui là hôn luôn nè chị. Phản xạ là chị tát cái bóp và hậu quả là như vậy. Chị kể mà anh Định còn phải sờ lên má này, cảm giác cái nỗi đau nó ùa về. Tát chú đấy mà tới giờ còn đau là em nghĩ cái phát tát cái nó cũng nặng phết đấy. Nhớ hoài hả anh? Nhớ từ ngày đó đến giờ luôn. Nhưng mà cái cú tát này này em thấy cũng đặc biệt đó. Đúng là thà hôn em một phát rồi bị tát còn hơn để thằng khác hôn em. Cái quan điểm của anh Định rất là rõ ràng. Chị Oanh ạ. Kỷ niệm của chị là vào ngày Valentine, là ông xã chị là ký người yêu hồi trước á, là ông đến ông rước chị tại công ty luôn. Trên đường về ông lại ghé vô một cái shop hoa, ông đặt một bó hoa thật là to, bó hoa hồng thật là to. Trời ơi, em biết cảm giác của chị lúc đó thế nào không? Chưa tặng chị nhưng mà chị mừng lắm. Chị nói đúng rồi, nói chị cũng vui lắm. Chị nói trời ơi, cha này đặt hoa mà không hỏi mình xin mình thích hoa nào. May là đặt trúng hoa hồng chứ trúng hoa khác là biết bay luôn đó. Trong lòng cứ lần suốt đoạn đường về là về tới nhà, ông hẹn chị là tối nay đi chơi nha em. Chị chọn một cái váy đẹp nhất, rồi sexy nhất. Rồi và buổi tối anh cũng đã đến. Khi nhìn chị liếc ra thấy trên xe là một bó hoa thật là to rồi. Ôi sướng đó chứ. Bước nhanh ra xe, lên xe đi ngay. Và cái bó hoa đấy cứ đinh ninh là chắc chắn là của mình rồi. Trên đường đi, ông lại dừng lại tại một cái căn nhà lớn nhất. Cái nhà đấy cái cổng màu xanh, chị còn nhớ là màu xanh thôi mà đẹp lắm. Ông bảo chị đứng đợi. Ông bước cái cổng ấn chuồng cái. Cái một cái cô gái trẻ đi ra. Và ông đã đưa bó hoa cho cô gái ấy. Ôi giời. Là mọi chuyện là sụp đổ hết. Chị không nhìn thấy một cái gì luôn. Hoa mắt luôn. Trời ơi. Anh Định ơi, tại sao anh có thể để chị Oanh của em mặc một bộ đồ đẹp sexy như vậy để chị để chở đi rồi tặng hoa lên người khác chứ? Vừa bị sốc không được tặng hoa nè, vừa nhịn đói từ sáng tới tối là thôi nhập viện luôn là vừa. Ngày đó là coi như là mất tính luôn á. Cuối cùng chị biết lý do tại sao không chị? Lúc đấy là chị cái mặt chị chuyển từ vui tươi sang lạnh tanh, cũng ngồi lên xe chở tới quán cà phê. Nhưng mà chị ngược lại tới quán cà phê á, chị không vô. Chị đòi lại hành nhóm bắt ông quay trở về tới nhà lại. Từ đó hả, mấy ngày sau là chị không nghe xem tin nhắn này, chặn điện thoại luôn, lóc hết, không có nghe gì hết. Tuần sau lại cũng thấy ổng lù dù đứng trước cổng không biết gì. Sao lại có người đàn ông như thế vậy? Em không tin anh lầy vậy luôn á anh Định. Bạn mình á, và lúc đó đi công tác, nhờ mình cái ngày đó bạn mình không có về được thì nhờ mình mua để tặng giùm. Đó. À, trời ơi. Em nghĩ thế nào bây giờ, người đang chở người yêu mà lại đi tặng cái người khác đúng không? Em mà em chở vợ em mà đi gặp tặng một người khác là vợ bạn nhập viện luôn, mình hiểu không? May là chị Oanh hiền đó. Em 30 năm nay em chưa gặp trường hợp là như thế này anh ạ. Thôi thì anh Tuyên, sao anh? Anh cũng có để ý từ vòng 1 qua vòng 2. Vòng 1 thì anh Định ảnh có đưa một cái thông tin là ảnh chinh phục chị là do một lời thách đố của một nhóm bạn. Rồi qua tới vòng 2 thì chị Quyên có kể là chồng dắt đi ăn rồi mới biết được đãi thua cái chầu đó để đãi ăn thì chị bắt đầu chị giận chị rồi về. Thì hai cái đó nó trùng hợp với nhau. Nhưng mà anh nghĩ ban biên tập của chương trình mình quỷ quyệt lắm, ma mạnh lắm. Anh nghĩ không thể nào đơn giản như vậy được. Nhiều khi biên tập cố đưa ra như vậy để anh nghĩ rằng nó như vậy. Nhưng mà cuối cùng chị Quyên lại là vợ thật thì sao? Còn ở cái chuyện mà cái tát ở mặt của chị Ngọc á, lúc đó là anh Định có đưa cái tay lên thoa cái mặt. Và anh nghĩ cái chi tiết này ban biên tập chương trình không thể nào cố tình làm cái chi tiết đó được. Cảm giác lúc đó rất là thật của anh Định. Bây giờ cái phần trăm mà anh nghiêng về bên chị Ngọc thì lại nhiều hơn. Thì thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 3. Vòng thứ 3 này có tên là câu chuyện hôn nhân, chính là lần lượt kể về tật xấu của nhau ạ. Nãy giờ thì các cô vợ được kể trước rồi, bây giờ em sẽ để cho anh Định, một người đàn ông khá là ít nói,
nhưng mà làm rất là nhiều. Và bây giờ anh sẽ kể rằng là vợ mình có những cái tật xấu gì anh? Vợ anh thì cũng nhiều cái tật xấu. Ui nhiều hả anh? Nhiều lắm. Nhiều lắm luôn hả? Tật xấu là hay càm nhàm, nói nhiều, nhanh quên. Để đồ của mình ở đâu là không nhớ. Đôi khi để đồ ở nhà thậm chí tiền nong để đâu là lấy cơ. Cuối cùng là tìm lại thấy trong nhà rồi hết rồi. Ôi trời ơi, có hai cái thôi mà anh nói nhiều lắm. Có nhiều đó mà nói nhiều, em nói thiệt vợ em là 100 cái. Anh này chốt cửa chưa? Anh chốt cửa chưa? Anh lấy đồ anh tấn lại luôn rồi. Em nói thật, không phải em nói thật mọi người, không phải là cái phòng em đang là có kính cách âm đâu. Nhưng mà em cũng nói là vợ em nếu mà em nói tật xấu thì nhiều gấp mấy lần anh thật sự á. Thì ngủ dậy thì mùng nhiều lúc nó không có xếp gọn gàng á. Áo quần hay quăng lung tung. Mỗi khi anh nhắc á thì câu cửa miệng của bé Hân là quên. Quên gì quên hoài, quên kỹ à. Vâng, đấy là còn đỡ, quên còn đỡ. Còn em mà nhiều khi em đi ra ngoài mà vợ em quên luôn mà. À quên em luôn hả? Đúng rồi, khi em đi ra ngoài không biết là ra ngoài lúc nào. Xong là gọi điện, ó sao anh không thấy người nhà nó, em đi tầm nửa ngày rồi. Còn quên quần, quên áo, quên đồ là không có cái gì, quên chồng mới là sợ. Đáng ngại vậy sao? Anh cứ mạnh dạn ra đi, có gì thì sau khi tắt máy chương trình quỳ xuống xin lỗi sao cũng được. Các ông chồng cũng đã có tiếng nói rồi. Bây giờ thì em xin mời các chị vợ ạ. Em xin mời chị Quyên. Chị cũng chia sẻ với chương trình là cái này là cũng nhiều lúc mình nói ra thì người ta nói mình nói xấu. Chồng mình bình thường rất là hiền nhưng mà vô cùng ghen, ghen vô địch luôn. Ghen ha, mà mỗi một lần say về là cằn nhằn nha. Chuyện năm nào thở đâu đó mà giận cái bó là để trong bụng là cứ lôi ra mà nói. Mà chị rất là bực mình, nhiều khi tỉnh dậy chị kêu nói lại một lần đi, rồi đừng có nói nữa mà vẫn nói. Như cái vụ đó đơn giản như hôm bữa thì đi ăn với bạn bè đối tác vậy thôi. Thì vẫn đi, người ta xã giao mà người ta mời chị một hai đi rượu thôi. Cái chị uống, dạ. Chị kia là nắm tay chị giật giật vậy nè. Thì mình cũng hiểu tại vì mình phụ nữ có gia đình mà. Nhưng mà do là công việc thì mình cũng phải tiếp xúc bạn bè. Vậy thôi đó mà đi về. Em biết ổng nhận chị từ cái chỗ mà ra khỏi quán về tới nhà. Trời ơi, dạ. Về tới nhà chưa yên đâu, về tới nhà cả nửa tiếng hơn. Tại sao là đi với chồng mà lại uống như vậy? Mà mình cũng đã giải thích thì em vẫn ngồi đó em uống. Nhưng mà do là khách hàng hoặc là bạn bè anh mời thì đương nhiên anh phải uống. Uống với người ta một hai ly thì có cái gì đâu mà anh phải ghen. Tức là anh phải hãnh diện vì người ta mời vợ anh, vợ anh lịch sự uống như vậy anh phải hãnh diện chứ tại sao ghen. Ông nói ông không thích, vợ muốn như vậy. Cái này là anh định hơi quá rồi. Không, tính cách này không phải là của anh Định. Bây giờ thì tới chị Ngọc ạ. Anh Định có những cái tật xấu gì chị? Keo kẹt. Cái lúc mà chị sanh đứa bé thứ hai á, anh quản lý tài sản bắt đầu là chị hết sữa hết bẻm. Chị mới nói anh ơi, mua sữa cho con, mua bẻm cho con. Anh nói cái gì vậy, mới mua đây mua hoài vậy. Trời ơi anh gì kỳ vậy, cái này con uống con xài chứ em có xài đâu hả. Là sao một đứa kêu đưa tiền đi chợ thì đưa đúng cái nhiêu đó, là cái như là mua là cái như là gói gọn trong đó thôi. Nói cái ảnh nói thì tôi giữ tiền để làm việc lớn để cho gia đình này. Chị coi như là tổn thương luôn á. Đúng thật là lúc đó là coi như là chị giảm bớt cái tình yêu dành cho ảnh luôn, không còn một chút lãng mạn sau khi kết hôn. Tán tỉnh bao nhiêu á, lấy lòng là coi như là mở ra một cái chân trời màu hồng đẹp lắm. Chị nghĩ hôn nhân vô là chắc đẹp lắm. Ai về là như là hơn chục năm nay là không hề dắt vợ đi du lịch, không hề chở đi chơi lễ. Ủa anh ơi sao anh nói người ta đi chơi lễ đầy đường luôn kìa, anh chở vợ con đi chơi đi. Trời ơi, giờ này lễ lộc đang đông nghẹt ra đó hết bụi hả? Rồi ra ngoài đó cho mấy người đó người ta bán hàng chém mà. Sao lễ đi bù được rồi chị? Trời không chở luôn em ơi. Ở nhà đó xong rồi bạn bè hú là đi, đi chứ bỏ chị ở nhà. Anh tệ gì hả anh Định? Cũng là bức xúc lắm luôn hả? Hơn chục năm nay rồi đó. Dạ. Hơn chục năm nay có cơ hội để đưa lên, có cơ hội để đưa lên trên cho mọi người biết đúng không? Thì đó, để cho cánh đàn ông rút kinh nghiệm đâu. Phụ nữ tôi không phải là ăn uống không đâu, mà còn phải là có một những cái món ăn tinh thần khác. Tiền nông thì nhiều khi vợ giữ đâu mà mình giữ đâu quan trọng gì đâu. Chị Oanh là em thấy là cũng bức xúc lắm á. Bây giờ chị Oanh ơi, anh Định còn những tật xấu thì nữa chị ơi. Trời hôm nay tội nghiệp ông anh em quá. Chưa hết tật xấu mà em toát hết mồ hôi rồi. Ông mà dơ mà ông lại khai cần nhằn chị chứ. Ông mà đi làm về mà thấy chị chưa dọn cửa này, chưa quét dọn này,
chưa làm. Thế ông lại kêu tại sao nhà mà nhà cửa không dọn dẹp đó, ông cằn nhằn nhiều lúc chị bực bội lắm, bức xúc trong người lắm. Thế bây giờ lại cằn nhằn lại nữa, bây giờ lại còn thêm cả tật xấu của phụ nữ là cằn nhằn nữa hả? Mà nhà em vừa ở dơ rồi lại còn cằn nhằn nữa. Rồi cái tật xấu thứ hai nữa mà chị cũng kể ở đây đó là tật gì biết không? Đi làm về cái thỉnh thoảng là đi nhậu nhẹt rồi đi chơi mời với bạn bè đó, quên giờ về luôn. Có khi nửa đêm mới về, có nhiều lần chị tính đóng cửa cho ở ngoài luôn đó. Ui giời, chị nhốt cổ ông ở ngoài á là ảnh còn mừng nữa, anh có cơ hội đến đi nữa đó chị. Thôi chừng cái đó là một chiêu sai đó. Còn gì nữa không chịu anh ơi? Hết rồi em ơi. Ôi mày quá. Quý vị khán giả với anh Tuyên ơi, hết rồi. Hết rồi. Ôi, choáng váng đầu óc. Em thấy em là choáng váng này. Anh Tuyên đỏ mặt này, mà mặt anh Định vẫn tỉnh nha. Đúng rồi, mặt gọi là đàn ông nhất tới giờ luôn á, bản lĩnh luôn á. Em thấy không, đàn ông từng trải, rất kinh nghiệm. Đúng rồi, cái vòng này nó hoang mang. Cái này thì anh Tuyên giờ anh nghĩ ai? Còn chị Ngọc nữa không? Thật sự đến vòng này thì anh vẫn nghĩ chị Ngọc là vợ của anh Định. Linh tính của em sao em vẫn loại chị Oanh ra ngay từ vòng đầu, và đến bây giờ em vẫn loại chị Oanh. Khi chị Ngọc kể nha, nói về anh Định nha, em lại thấy là cái bức xúc của trong người của chị Ngọc rất là nhiều. Chị Ngọc muốn thổ lộ ra hết, anh Định cũng có nói à, mười mấy năm nay bây giờ mới có cơ hội để nói ra hết đúng không? Nói chung là chưa thể nói lên vấn đề gì hết đấy, chưa tới cuối chương trình mà. Bây giờ thì để chắc chắn hơn thì chúng ta sẽ tới với vòng cuối cùng, vòng thứ tư có tên là kiểm chứng. Và đầu tiên sẽ là kiểm chứng hình ảnh, đặc biệt là anh Tuyên nha. Anh Tuyên phải đấy thật là kỹ xem là ai có nét phu thê không nha. Bởi vì những bức ảnh của chương trình là okay, sắc nét và ghép nhìn thật lắm. Rồi xin mời những bức ảnh ạ. Sao nhìn khác thế nhỉ? Có phải anh Định không vậy trời? Không phải anh Định bình thường thế, mặc vest với thấy đấy. Sao đây là nhìn? Đi du lịch mà anh mà. Nhưng cái tấm hình đứng á, ghép là ghép chị Quyên, hai cái tông màu nó khác nhau rồi thấy không? Không anh, ai cũng ghép vậy thôi anh à. Đây là chị Ngọc á hả? Ôi rồi ôi, đám ảnh cưới đây hả? Rồi ôi, anh Định môi đỏ thế. Quay lại nhớ những cái đám cưới ngày xưa thật á. Đúng rồi, có nét phù thê nào. Ủa, hình như là chị Ngọc hình như là bị ở đâu ép vào chụp hình ấy, sao mặt có vẻ không vui lắm ấy nhỉ? Thì đó, lúc thì này đó, là bị úp sọt. Đúng là bị úp sọt sao khác. Lúc này bị úp sọt. Chị Oanh à, Đà Nẵng à, tới chị Oanh hả? Cầu Rồng Đà Nẵng hả? Trời ơi, người ta có đưa đi du lịch như vậy là vui quá trời rồi. Một đứa phàn nàn không đưa đi đâu mười mấy năm trời. Mặt của chị Oanh sáng quá vậy. Nhưng cái đó mặt của anh Định có thui lùi vậy. Hai cái tay hai màu khác nhau hoàn toàn. Cái mặt khác nhau có thể chấp nhận được à, do ánh sáng đưa vô nè, tại sao cái tay khác nhau dữ vậy? Thì thêm có lý do để loại chị Oanh. Anh cuối cùng đến loại chị Oanh hả? Còn bây giờ tới một cái phần mà em rất là thích luôn trong chương trình ngày hôm nay, đó chính là kiểm chứng bằng cảm xúc. Sau đây thì anh Định sẽ có một bức thư do chính tay anh ấy viết. Đọc luôn à? Dạ vâng, đọc luôn ạ, đọc luôn cho tất cả mọi người nghe cái cảm xúc thật của mình ạ. Dạ, em thích phần này lắm. Đọc nha. Dạ vâng. Thư gửi vợ. Đã hơn 15 năm mình sống dưới một mái nhà, chỉ có điều là sự lãng mạn của những ngày đầu mới yêu đã giảm dần. Do bận bịu với công việc mưu sinh cuộc sống hàng ngày, anh phải kiếm tiền lo cho cuộc sống gia đình nhỏ. Anh còn nhiều mối quan hệ xã hội cần tạo dựng. Em đừng trách anh nhiều nữa. Anh thật may mắn vì đến giờ em vẫn luôn ở bên anh, quan tâm, thăm lo lắng cho tổ ấm của chúng mình. Ngày hôm nay thông qua chương trình này, anh hứa sẽ quan tâm đến em và các con nhiều hơn. Với anh, em và con vẫn luôn quan trọng nhất. À, anh Tuyên, đây chắc là lần đầu tiên mà anh nghe một người đàn ông, một người chồng đọc một bức thư để chia sẻ cảm xúc của mình đúng không anh? Thì anh cảm nhận được là ảnh thấy được cái sai của ảnh, ảnh biết được cái những gì của chị cần, và nó lại trùng khớp với là những mong muốn của chị Ngọc. Vậy là anh vẫn giữ quan điểm lúc đầu đúng không? Chị cảm thấy là ức lắm, làm như là bị mẹ với lại ảnh làm như ức xài ông, nó đưa bó hoa cho cô gái ấy. Ôi giời, là mọi chuyện là xúc đổ hết. Nhưng mà vô cùng ghen,
ghen vô địch luôn. Keo kẹt, keo kẹt. Vừa ở do rồi lại còn canh nhanh đó. Linh tính của em sao em vẫn loại chị Oanh ra ngay từ vòng đầu mà đến bây giờ em vẫn loại chị Oanh. Vậy là anh vẫn giữ quan điểm lúc đầu đúng không? Anh vẫn nghĩ là chị Ngọc là bà xã của anh Định. Bây giờ công bố kết quả cho anh Tuyên. Em mời anh đi tiến về chỗ vợ mình đi ạ. Hồi hộp đi, Phúc hồi hộp. Hồi hộp lắm. Không biết là có phải là anh Ngọc hay không. Giờ mà vào chị Oanh một cái là anh Tuyên chết luôn nha. Lúc đó là có lỗi lắm luôn á. Tên 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 tên. Chị Quyên, chị Ngọc hay là chị Oanh đó. Nhà rộng quá, nãy giờ đi chưa tới luôn mà. Chị nhìn ra ngoài chi làm em hồi hộp đi chị Quyên. Em cứ tưởng thôi anh Định bước vô. Ủa? Trời ơi. Trời ơi. Anh nói đi, trời ơi, phân tích cho nó phố vào. Ôi rồi ôi, anh nghĩ thế này thế kia, bức thư là viết cho chị Ngọc. Rồi nãy giờ bức xúc này kia, anh thấy chưa anh Tuyên ơi. Không chi nở lúc nào chưa gạt em đi chị Oanh. Gạt cái gì, chị Oanh chỉ chia sẻ thật lòng mà. Có cái anh là người không tin người, anh lại cứ hoài nghi. Giờ này là chị kìm rồi nên mới vậy, nên mới hiện thế đó. Trời ơi, mà chị hay quá chị Oanh ơi. Không nghĩ là chị Oanh luôn á. Thế thật sự là em không nghĩ là chị Oanh luôn á. Hồi nãy là lạnh lùng và gạt được em với anh Tuyên luôn. Nhưng bây giờ, anh chị ơi, trao nhau một nụ hôn nồng thắm đi nào. Khúc này em sẽ, sau khi chương trình phát, em sẽ coi đi coi lại luôn. Nói là anh Định bao nhiêu lâu nay không lãng mạn. Hôn một phát cho lãng mạn đi anh ơi. Bèn. Ôi trời ơi. Cái nụ hôn nó vẫn còn điêu luyện và lãng mạn lắm. Cái câu chuyện Quyên kể là thực tế là cuộc sống của Quyên, ba mấy đứa nhỏ mà Quyên từ thời còn trẻ, là nó thực tế là cái câu chuyện đúng sự thật là như vậy. Và hiện tại thì Quyên đang ở Nguyễn Chí Thanh và Quyên đã ly hôn 11 năm thì Quyên có hai bé gái. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Dạ còn chị Ngọc ạ. Chị tên là Nguyễn Ngọc, hiện tại là chị đang kinh doanh buôn bán tại nhà. Hôm nay là vô tình thôi, là cái tính của ông xã giống như anh Định vậy á. Những gì chị kể là đúng sự thật chồng chị luôn. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Luật của chương trình là ai khách mời, nghệ sĩ khách mời nếu mà đúng ấy thì được thưởng, còn đoán sai thì sẽ bị phạt. Nhưng mà trước khi phạt anh Tuyên thì gia đình khách mời chị Oanh, anh Định của chúng ta sẽ được một phần thưởng của chương trình và chương trình sẽ chuyển cho anh chị ạ. Bây giờ sẽ là tới phần phạt của anh Tuyên ạ. Phân tích hay quá. Rồi bây giờ thì anh Tuyên phạt cái gì đây chương trình ơi? Mở cửa sổ chung cư ra, nói 10 lần tôi sợ vợ, tôi sợ vợ, tôi đội đầu lên, đội đầu lên vợ, đội đầu vợ lên sóng. Anh giết luôn biên tập luôn. Không, đó hình phạt của em thôi, em chọc thôi. Chứ còn hình phạt của chương trình, ôi nặng hơn luôn anh. Hít đất 30 lần anh. Bây giờ mình chỉ hít đất 5 cái cuối thôi nha. Ừ thôi, 5 cái cuối đi anh, cũng giờ chưa ai ăn uống gì hết mà. Bắt đầu em giận anh chị hơn nữa rồi đó. Giận cái gì vậy, cái hay chứ. Và rất là cảm ơn chị Quyên, chị Ngọc và đặc biệt là chị Oanh đã mất chút thời gian tới tham gia chương trình. Và thật sự là hôm nay là một chương trình quá bất ngờ luôn. Tới giờ thì chương trình đã kết thúc rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình vào lúc 21:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Còn bây giờ thì tất cả gia đình tụi em xin phép được chào tất cả mọi người ạ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.